Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội an sẽ điều trần trước Hạ viện. Bản tin cho biết là Bộ trưởng Nội an là ông Kristen Nielsen sẽ điều trần trước Ủy ban Hội Hạ viện vào ngày 6 tháng 3. Đó là theo lời Chủ tịch Ủy ban Benny Thompson thông báo vào hôm thứ Hai, tức là ngày 4 tháng 2. Ông Thompson, dân biểu dân chủ của Mississippi, đã công khai chỉ trích bà Nielsen từ tuần trước khi bà từ chối lời mời điều trần trong tuần này. Bà Nielsen đưa ra lý do là không thể sắp xếp được lịch trình và đề nghị sẽ đến Hạ viện vào một ngày sau này, có thể là tuần lễ có ngày President Day. Và tuần trước, ông Thompson đã từng nói rằng ông muốn bà Nielsen phải điều trần trước cuối tháng 2 và đe dọa sẽ gửi trác tòa để bắt buộc bà có mặt tại ủy ban. Trong thông cáo báo chí, ông Thompson nói với ủy ban của ông đã cho bà Nielsen rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Ông Thompson nói bà Nielsen cần phải giải thích các hành động của chính phủ về vấn đề an ninh biên giới và kế hoạch tăng cường an ninh trong tương lai. Ông Thompson nói thêm rằng, với tư cách là chủ tịch ủy ban nội an, ông phải bảo đảm rằng việc bảo vệ quốc gia được dựa trên thông tin tình báo và tình hình thực tế, thay vì bị dùng để phục vụ cho các chiến dịch tranh cử. Và sau đó thì ông Thompson và bà Nielsen đã đạt được thỏa thuận về lịch làm việc này. Bản tin tiếp theo cho biết là Hạ viện Dân chủ thúc đẩy các chương trình nghị sự bị chậm trễ vì chính phủ đóng cửa. Thưa quý vị, đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Hạ viện cách đây một tháng, với lời hứa là bảo vệ chương trình bảo hiểm y tế và giúp cho Washington hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn trong thời gian dài cho tới khi chính phủ mở cửa lại vào tuần trước. Hiện tại, đảng Dân chủ đang nỗ lực làm việc để chương trình nghị sự của họ diễn tiến đúng lịch trình, trước khi Tổng thống Donald Trump đọc bài diễn văn quan trọng về tình trạng liên bang vào thứ Ba, tức là ngày 5 tháng 2, tại nghị trường Hoa Kỳ. Các chính trị gia Dân chủ vừa đề trình một loạt dự luật, đồng thời cũng đề nghị khôi phục dự luật Lilly Ledbetter Fair Pay Act, tình trạng chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ, thưa quý vị. Và đạo luật Fair Pay Act và dự luật HR 1, một dự luật cải tổ các quy định đạo đức tranh cử, là các thông điệp chính của đảng Dân Chủ trong suốt tuần lễ, trước bài diễn văn tình trạng liên bang. Dân Chủ Steny Hoyer của bà, của Maryland, lãnh đạo đa số Hạ viện cho biết, các ủy ban lập pháp cũng đang xem xét các dự luật giảm giá thuốc và các chương trình huấn luyện để giúp người lao động tìm được công việc có lương cao hơn. Nhiều chính trị gia Dân Chủ tin rằng họ đang có cơ hội tốt để thu hút sự chú ý của dư luận đối với các chương trình nghị sự của đảng khi tình trạng đóng cửa đã kết thúc. Sang qua bản tin liên quan đến Ohio, thưa quý vị, bắn chết cảnh sát ở Ohio, công tố đòi tử hình. Các công tố viên đang tìm cách kêu gọi tòa đưa ra án tử hình cho một thanh niên đã bắn chết một cảnh sát viên lâu năm ở Ohio. Theo ABC News, thì cảnh sát Lerman Cowley, nghi can là Wade Edward Green, 23 tuổi, bị truy tố bắn chết cảnh sát viên Bill Bridwell và làm trung úy Nick DeRose bị thương vào hôm thứ Bảy, tức là ngày 2 tháng 2. Và sự việc xảy ra lúc 10 giờ 30 phút tối, thưa quý vị, khi cảnh sát đến một căn chung cư ở Cincinnati vì nghe tin có người muốn tự tử. Các công tố cho rằng anh Nguyên giả bộ tự tử để dụ các cảnh sát viên đến. Khi các nhân viên công lực lao vào phòng của anh để tìm cách giúp anh, thì nghi can này đã mai phục sẵn, sau đó nổ súng nhiều phát. Cảnh sát viên Brewer làm việc cho cảnh sát Lerman Cowley được 20 năm, thiệt mạng và để lại vợ cùng với con trai 5 tuổi. Trung úy DeRose làm cảnh sát được 22 năm, chỉ bị thương và đã xuất viện. Sở cảnh sát cho biết sau khi hai cảnh sát viên bị bắn, nhân viên công lực và nghi can Win phải giằng co rất lâu, anh còn nổ súng vào họ. Phải đến sáng Chủ nhật, cảnh sát mới bắt được nghi can này. Thống đốc Mike DeWine của Ohio ra lệnh treo cờ rủ để vinh danh công lao của cảnh sát viên Brewer đối với ngành công lực. Trong khi đó, thì nghi can Nguyên sẽ ra tòa vào ngày 13 tháng 2, thưa quý vị. Tin liên quan đến Orange County, thưa quý vị, OCTA khai trương chuyến xe bus tốc hành trên đường Beach. Cơ quan giao thông Orange County, gọi tắt là OCTA, sẽ khai trương tuyến xe bus tốc hành trên đường Beach vào ngày 11 tháng 2. Theo thông cáo của OCTA, chuyến xe Bravo 529 sẽ chạy trên con đường chính của Orange County
là đường Beach từ Fullerton đến Huntington Beach, cũng như các chuyến xe Bravo khác. Tuyến 529 sẽ chạy nhanh hơn vì có ít trạm dừng, giúp cho các hành khách đi xa đến nơi nhanh hơn. Đây là một phần của hoạt động OCBus 360 của OCTA để thỏa mãn nhu cầu của hành khách ở Orange County và có nhiều người đi xe bus hơn. Tuyến Bravo 529 là tuyến xe Bravo thứ 3 của OCTA từ năm 2013 cho đến nay. Xe bus 529 sẽ chạy từ Fullerton gần ngã tư của xa lộ 5 và xa lộ 91, sau đó sẽ chạy đến các địa danh như North Bell Farm, rồi sẽ dừng ở Đại học Golden West College ở Huntington Beach. Chuyến xe 529 sẽ giúp cho hành khách tiết kiệm 10 phút khi đi và chỉ có 13 trạm dừng so với 34 trạm của tuyến 24 bình thường. Ngoài ra, khách đi tuyến 529 còn có thể đổi qua 12 tuyến xe khác, thưa quý vị. Và cũng liên quan đến Orange County, mưa bão đã biến Seal Beach thành một bãi rác. Sau trận mưa bão, khung cảnh của bờ biển Seal Beach làm nhiều người kinh hoàng vì nhìn như một bãi rác. Theo dự báo của Orange County Register, bờ biển đầy rác từ chai lọ, cành cây đến cả xe đẩy trong siêu thị, xe đẩy em bé và nhiều thứ khác. Cảnh tượng này khiến cho bà Trish Whistler rất đau lòng. Bà thường đi từ Anaheim đến sông San Gabriel ở Seal Beach để đi dạo. Bà nói rằng, tôi rất buồn vì đây là một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Bà Gushler cho biết, trong những tháng hè, các bãi biển ở Nam California rất sạch sẽ và thu hút được hàng triệu du khách đến đây. Tuy nhiên, trong mùa mưa, các bãi biển có đầy rác vì rác bị nước cuốn đi lên bãi cát, sau đó thì trôi ra biển. Đây là một cảnh quen thuộc đối với những nơi sông tiếp giáp với biển. Khu vực dọc theo sông San Gabriel nằm giữa ranh giới Seal Beach và Long Beach thường có đầy rác sau khi trời mưa. Bà Pam Carty, một giáo viên hay đi thử nước với học sinh ở bãi biển Dorney State Beach, có quay phim cảnh nước từ nhánh sông San Juan ra biển vào hôm Chủ nhật, 3 tháng 2. Và bà cho biết là lúc đó có màu như là chocolate sữa. Bà Carty cũng cho hay là tất nhiên nước chảy là phải cuốn theo rác làm bãi rác đầy rác, cũng như không ai dám đi lướt sóng ở nơi đây. Và tin tiếp theo cũng liên quan đến Orange County, thưa quý vị, đóng đường ở Tropical Canyon vì ngập lụt. Vì trời mưa làm ngập lụt, giới phụ trách Orange County phải đóng đường Tropical Canyon vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng Giêng. Đó là theo nhật báo The Orange County Register, cơ quan công trình đô thị Orange County cho biết. Và các mảnh vụn cũng như là trôi vào đoạn đường Tropical Canyon gần ranh giới của hai thành phố Rancho Santa Margarita và Tropical Canyon, với lực mạnh đến mức làm sập hàng rào nặng 8.000 pound. Trung úy Ken Binning của cảnh sát Orange County cho biết là nhân viên công lực nhận lệnh đóng đường lúc 3 giờ 10 phút vào chiều thứ Hai. Cư dân được khuyên tránh đường Tropical Canyon và những cư dân sống trên đoạn đường này phải đợi đến khi mở đường lại mới được đi. Đây là khu vực từng bị cháy rừng nên có nhiều mảnh vụn và có thể dẫn đến lũ bùng. Vì vậy, giới phụ trách Orange County quyết định ra lệnh đóng đường Tropical Canyon. Tin liên quan đến khoa học, thưa quý vị, cùng tuổi bộ não nữ giới trẻ hơn nam giới 3 năm. Thưa quý vị, theo nữ giới thì sống lâu hơn nam giới và trí óc cũng thường được coi là giữ sự nhạy bén lâu hơn. Đây là điều đã được quan sát thấy từ lâu nay và kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố vào hôm thứ Hai, 4 tháng 2, có thể giải thích lý do có hiện tượng này. Theo cuộc nghiên cứu này, bộ não của nữ giới trung bình thường trẻ hơn của nam giới tới 3 năm. Cuộc nghiên cứu này có sự tham dự của 121 nữ giới và 84 nam giới. Họ được rọi máy là PET scan để đo lường mức độ trao đổi chất căn bản trong não, tức là brain metabolism, tức là đo lường sự hiện diện của dưỡng khí và glucose ở trong não. Cũng giống như các phần khác của cơ thể con người, bộ não cũng sử dụng đường làm năng lượng trực tiếp và chính yếu. Khi tuổi cao hơn, khả năng chuyển hóa glucose thành năng lượng cho não cũng giảm đi. Ở mọi lớp tuổi, các nhà nghiên cứu đều thấy rằng não của nữ giới làm công việc chuyển hóa năng lượng tốt hơn so với nam giới. Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy rằng não của nữ giới thường thấy trẻ hơn trong lĩnh vực chuyển hóa khoảng 3.8 năm so với tuổi đời của họ. Trong khi đó thì não của nam giới thường thấy già hơn khoảng 2.4 năm so với tuổi của họ.
một trong những người điều hành cuộc nghiên cứu, giáo sư Manuel Royal, thuộc khoa quang tuyến tại trường Đại học Washington University School of Medicine ở St. Louis, nói rằng điều này không có nghĩa là não của phái nam già nhanh hơn. Kính thưa quý vị, và đó là phần tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát, và một lần nữa, sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thùy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Việt Nam.